mọi người đã quay trở lại nha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Mới sáng sớm mọi người. Hồi tối mình thức khuya quá. Hơi khuya cho nên con mắt mình giờ này nó hơi đỏ. Mọi người thông cảm nha. Hồi tối thức khuya để mình đọc khá là nhiều bình luận của các bạn. Không mệt chứ mà cố gắng quay để mình nói rõ cho mọi người biết là bấy lâu nay là các bạn thắc mắc rất là nhiều, các bạn bình luận rất là nhiều là tại sao là mình không quay chung với thằng Cú Lắm Thép nữa, đúng không? Thì hôm nay là mình sẽ nói cho mọi người biết luôn nha. Tức là như thế này, lúc trước là mình có đi theo nó, mình làm rất là nhiều. Mình đi gọi là làm camera cho thằng Thép mọi người, thì anh em mình làm chung rất là nhiều. Rồi mình đã có một cái video mình công bố rồi là mình không có quay camera cho nó nữa, mình không có làm camera cho nó nữa. Và lúc đó mình đã nhường lại cái camera đó, nhường lại cái vị trí quay phim đó cho thằng Huy Sớm Dừa, thì cũng bạn bè anh em tụi mình không mọi người. Rồi nó quay không được một tháng rồi xong Huy Sớm Dừa nó không quay, cũng không quay cho thép nữa luôn. Bây giờ tụi nó nói chung là bây giờ Huy nó không quay cho thép nữa gì đó. Còn cái vấn đề mà mình không làm chung với thằng Thép, mọi người bình luận rất là nhiều. Bây giờ mình giải thích nè. Cái kênh của thằng Thép á, bây giờ là nó đa số là mình thấy nó hướng về cái góc làm từ thiện rất là nhiều. Thì làm từ thiện thì không có phải làm riêng gì ở tỉnh mình không đâu. Nay nó đi chỗ này, mai nó đi chỗ kia, thậm chí nó đi ra ngoài tỉnh rồi rất là nhiều mọi người. Mọi người thông cảm nha, mình đang nói cái máy bay nó bay trên trời nó hơi ồn. Mình chắc cũng nghe được, mình ngồi trong nhà á mọi người. Thì nó đi từ thiện, nó đi chỗ này chỗ kia, ra ngoài tỉnh rất là nhiều. Và hiện tại bữa nay thì nó cũng kiếm được một người để quay phim cho nó. Mà cái người đó thì cũng là bạn của mình thôi chứ không ai xa lạ. Đó, thì đi theo nó nay chỗ này mai chỗ kia, đi rất là nhiều nơi. Cho nên anh em mình cứ gặp mặt. Còn lý do mình không quay được với nó nữa là đó, cũng đơn giản, cũng như đó thôi. Nó đi rất là nhiều, rất ít khi nó ở nhà, rất ít khi để gặp. Bây giờ nó thiệt cho mình muốn gặp nó cũng khó nữa mọi người. Cái đường nó nói chi mà quay video chung. Đó là mọi người, các bạn có rất là nhiều bạn qua bình luận nói sao mà mình không quay chung với anh Thép, sao mà bỏ anh Thép rồi. Còn vừa rồi đây có một cái video của anh Thép nó đăng. Đó là nó đăng video nó bị lẹt ở trong rừng gì á. Thì các bạn mới qua bên mình bình luận rất là nhiều. Bình luận kêu anh Kha ơi sao mà anh Thép lẹt rừng không đi giải cứu rồi đó. Anh Kha ơi mà anh Thép lẹt rừng làm sao, bị sao vậy? Thì mình thấy mình rất là nhiều. Mình cũng gãi đòn biết nói sao nữa. Bây giờ mình nói thế này nè. Cái này mình nói thật luôn. Những cái video mà quay ở trong rừng á, ví dụ như là video sinh tồn này của mình á, mình quay xong rồi, mình về rồi thì mình mới đăng nha mọi người. Mình quay xong rồi, ra khỏi rừng rồi thì mới đăng video được nha các bạn. Đó. Thì nó lẹt trong rừng thì nó lẹt sao mình không biết. Thì chắc chắn là nó có lẹt nó mới quay lên là nó lẹt rừng thôi. Nhưng mà nó đã ra được rồi thì nó mới có cái chỗ gọi là có cái wifi hay là có cái 3G đó để nó đăng video clip cho các bạn xem đó. Chứ mà ở trong rừng thì các bạn nghĩ đi, wifi ở đâu, 3G ở đâu mà để đăng clip, đúng không bạn nghe đúng không? Mình cũng vậy thôi, ai cũng vậy hết trơn, youtuber này cũng vậy hết. Làm video gì liên quan tới trong rừng, rừng sâu là không bao giờ, mà núi cao là không bao giờ mà vô mà có sóng hay là có wifi để đăng clip hết trơn á. Đăng vào clip thì phải có wifi, phải có 3G mới đăng được các bạn. Đó, các bạn có nghĩ như vậy. Cho nên nó lẹt vô rừng thì nó đã ra được rồi thì nó mới đăng vào clip. Đó. Thì nó ra nó đăng được clip rồi thì nó cái quá trình nó lẹt nó quay ra cho các bạn xem rồi. Đó như thế nào thì nó đã ra được nó mới đăng clip cho các bạn xem. Đó thì chúng ta mấy chiều đó thì khi mà nó đã đăng clip được rồi thì mình không cần lo nữa, tại nó ra được khỏi rừng rồi. Đơn giản là như vậy. Đó mình cũng nói mà mọi người biết luôn. Đó là cái lý do mà mình không có quay chung với thằng Cú Lắm Thép nữa trong thời gian này, thời gian gần đây luôn á. Đó cho nên mình muốn nói cho mọi người đừng có thắc mắc, các bạn đừng có qua mà hỏi mình tại sao mà không quay chung với thép nữa đó gì đó. Nói chung bây giờ anh em tụi mình rất ít gặp nhau cũng khó nữa chứ đừng có nói chi mà quay video chung. Đó, cái mục tiêu nó là bây giờ nó hướng tới từ thiện là nhiều đó mọi người. Cho nên anh em tụi mình có gì hết chưa á, không có gì chưa, không có mắc lòng có gì hết nhau chưa. Nhưng mà hôm qua là hướng đi của nó khác, hướng đi mình khác thôi. Mình thì mình đâu có đủ điều kiện để mình đi làm từ thiện thế này chỗ kia đâu. Rồi cái vấn đề mà nói về liên quan tới Thép thì mình đã nói rồi. Đó thì các bạn xin bạn hiểu nha. Thì mong các bạn từ nay cũng đừng có bình luận nói là mình sao mà
bỏ thiếp hay là mình không có bay chung với thiếp này nọ nữa, là cái đó là lý do là mình nói nãy giờ rồi đó. Còn dạo gần đây mình làm mấy cái video mà các bạn vô bình luận chửi mình khá là nhiều, cũng hầu như không phải chửi nữa này mà những cái bình luận nói mình làm xàm rất là nhiều. Thì hiện nay thì chắc các bạn cũng xem tin tức đài truyền hình rồi, người ta nói rất là nhiều đúng không? Ở miền Trung mình đang bị lũ lụt liên tục, mưa gió bão bùng tùm lum hết trơn á. Thì với cái thời tiết hiện nay, sáng mưa, chiều mưa, tối mưa như thế này, để mà làm ra một cái video chất lượng để cho mọi người xem á, nó rất là khó, nó khó lắm nha mọi người. Những cái video gần đây mình quay á, mọi người xem, các bạn có thấy hình ảnh nó kém không, chất lượng nó kém không? Tại vì trời không có nắng, trời không có nắng cho nên quay nó rất là xấu. Chất lượng video mà quay không có nắng, thiếu ánh nắng rất là xấu nha các bạn. Thì ngày không có mưa, kiếm một ngày không có mưa rất là khó, tranh thủ lúc nào không có mưa mình chạy ra mình làm video cho các bạn xem. Làm video có một thời gian rất là ngắn thì mình không biết làm gì, nó rất là khó tìm nội dung, cho nên mình làm mấy cái vui cười sầm sàm á thì các bạn lại vô chửi, các bạn nói bê tưởng. Ok thì mình chấp nhận nội dung mình làm xàm thì các bạn chửi thì mình chấp nhận thôi, thì cái đó là mình bất lực rồi, tại thời gian điều kiện mình không có, mưa gió tùm lum tùm la hết trơn á, có rất là nhiều cái bình luận bảo mình thì đi sinh tồn, sinh tồn. Thật với các bạn luôn, mình cũng rất là thích sinh tồn, mình ở núi ở rừng á, mình muốn làm một chú solo ở trong rừng luôn á. Nhưng mà cái thời tiết như bây giờ này ở đồng bằng á mưa, nhưng mà khi mà mưa rồi thì ở trên núi lại càng mưa nhiều hơn nữa nha các bạn. Mình nói các bạn hiểu vậy, núi lúc nào cũng mưa nhiều hơn ở đồng bằng hết trơn á. Mùa này mà mình lên trên rừng á mắc mưa, mà có khi mà đôi khi mà mắc mưa mà không ra được khỏi rừng luôn nha, dính mưa rừng mưa núi rất là độc đó, có khi mưa cái dính mưa rừng ngã tại đó luôn, không không ra khỏi rừng luôn á, nó rất là nguy hiểm. Với lại rừng núi mà mưa nước suối nước đồ nó mưa to, nước suối nó xuống rất là lớn, nó chảy bất tử. Mưa nước nước gì cho nước suối là mình nói rất là ẩu, đang đi đi nó mưa ào xuống cái nước suối chảy ngang cái chân mình, nó lôi mình đi lúc nào không biết luôn các bạn. Tại ba mình đã từng đi rừng mười mấy năm rồi, ba mình nói mình rất là hiểu. Cho nên mình không phải là muốn không muốn làm mấy cái video rồi nó có chất lượng cho các bạn xem, mình không phải là muốn không muốn đi sinh tồn, mình rất là muốn, nhưng mà bây giờ thời tiết bây giờ nó không cho phép các bạn, bạn thông cảm cho mình. Đó là cái nội dung nội về nội thứ hai. Thật nhưng là bây giờ mình làm video ngồi nè, trời đang kia không có nắng rồi các bạn. Hôm qua mình có làm một cái video đi săn chim đó, chắc xe chạy vòng 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 đâu đó khoảng được gần tiếng đồng hồ á, chuẩn bị vô tới cái khu có chim nó bắn, thì đang chạy nửa đường cái bắt đầu mưa à ướt mình hết rồi, quay về lại bỏ vào clip luôn đó, là như thế không biết quay cái gì nữa các bạn, cái thời tiết này là mình bó tay luôn. Đó là cái vấn đề thứ hai là về cái nội dung mình làm trong thời gian gần đây. Còn về cái vấn đề thứ ba đó là có rất là nhiều bạn vô bình luận nói sao mình không đi làm mấy cái video mà có ý nghĩa hơn chút, ví dụ như đi từ thiện nào đó. Thì nói thật với các bạn là cái điều kiện mình không có, đa số mình nói thật cho các bạn biết luôn, tại vì bạn của mình là thép với là Huy Chấm Dừa, tụi nó có làm từ thiện thường xuyên, thì mình biết đa số những cái kênh mà làm video về nội dung từ thiện thì cái số tiền của họ làm đa số đều là của mạnh thường quân, người ta gửi cho họ để họ làm đó. Chứ tiền của YouTuber kiếm hàng tháng không dạng nhiêu đâu các bạn đó, cho nên là họ có người tài trợ, mạnh thường quân cho tài trợ họ mới có cái nguồn kinh phí để họ đi làm từ thiện giúp người ta. Còn mình nói thật với các bạn là từ trước tới giờ chưa có ai mà mạnh thường quân nào mà gửi cho mình đồng nào để mình làm từ thiện hết trơn á, cái tiền lương YouTube của cái kênh mình kiếm á các bạn hàng tháng không có dạng nhiêu tiền hết trơn á, hàng tháng kiếm mình không dạy bao nhiêu tiền. Mà để mình nói cho các bạn nghe nè, mỗi tháng á, mình phải chia cho network, mình đang làm trong network mà, mỗi tháng mình phải chia cho network 30%, 30% tiền lương đó, 30% nha, mình ăn được 70%, rồi xong rồi cái 70% đó mình lại lấy ra 7% để đóng thuế cho chính phủ, mình có đóng thuế cho nhà nước nha các bạn, đóng thuế 7% hàng tháng cho nhà nước nha, đó không phải là trốn thuế đâu. Thì các bạn nghĩ đi, cái tiền lương nó không dạy bao nhiêu
mà chia cho nếp 30%, đóng thuế 7% nữa thì mình còn lại bao nhiêu để ăn? Đó, cho nên các bạn nghĩ, nói thật cho các bạn luôn, là cái nhà mình thì trước giờ mình ở cái nhà mình sao thì quay mọi người biết rồi đúng không? Đây nè, vách này còn mới nè, vách mới nhất của cái ngôi nhà mình á, như thế này nè, đó nước này mọi người, đó các bạn thấy không? Còn sự thật thì mẹ của mình bà đã ngồi 60 rồi các bạn. Mẹ của mình đã ngồi 60 rồi nhưng mà vẫn còn đạp chiếc xe đạp để bén cái số ngoài đường á, cái đó là mình nói thật. Đó, mẹ của mình vẫn còn đạp xe đạp để bén cái số ngoài đường. 60 mấy tuổi rồi, 63 tuổi, 64 tuổi rồi, tới xong tới 4 rồi. Đó. Thì sách người ta có câu như thế này nè. Phật ở nhà không cúng mà sao đi cúng Phật ở trong chùa làm gì? Thì cái câu đó cũng áp dụng trong cái trường hợp như thế này. Tức là cha mẹ ở nhà mình không lo nổi thì mình còn lo nổi cho ai nữa? Đó. Thì mình nói vậy thì không biết các bạn có hiểu không? Mẹ của mình mà mình còn chưa nuôi nổi, mình để cho đi bán cái số ngoài đường như thế, trong khi đó đã hơn 60 tuổi rồi, thì các bạn nghĩ mình lấy tiền đâu mà đi làm từ thiện cho người khác nữa? Đó, thì con người mà ai cũng vậy các bạn. Mình có điều kiện, mình hoàn thiện cho bản thân mình trước, đó rồi mình mới đi giúp người ta được. Còn cái đàn này, cái cuộc sống, cái bản thân, riêng bản thân của mình đây mình lo còn chưa nổi, mình lo cho ai? Mẹ của mình kia mình còn lo chưa được, mình lo cho ai các bạn? Các bạn cũng thông cảm với mình nha. Đó, nói cho các bạn biết, những người mà ta làm từ thiện, YouTuber mà ta làm từ thiện á, đều là tiền của Mạnh Thường Quân người ta gửi về cho họ làm, chứ còn tiền lương của họ không có bao nhiêu đồng tháng đâu. Đó, cho nên mình không có điều kiện để làm từ thiện, các bạn thông cảm. Còn cái sau này cái cơm mình nó có phát triển lớn hơn, hay là cái tiền cơm mình sau này mình kiếm được kha khá thì cái đó thì lúc đó thì mình sẽ tính. Chứ còn giúp người thì ai lại muốn giúp các bạn? Mình làm tốt thì sau này mình được báo đáp thôi. Cái đó thì cái chuyện đó thì cái đạo luật luân thường gọi là nhân quả rồi. Mình ở đây đa số thì ai cũng biết hết đúng không? Làm gì tốt ai cũng muốn hết trơn, nhưng mà cái điều kiện nó không cho phép mình làm không có được. Ok, thì mình nói gì các bạn hiểu. Cái đó là vấn đề thứ ba. Và mấy cái bình luận của các bạn, bình luận nói sao mình không làm thì có nghĩ mà ăn nói là sàm sàm đó. Đó thì mình cũng giải thích cho các bạn hiểu. Thì cái nội dung hôm nay mình làm video này đó là mình trả lời mấy cái vấn đề vừa rồi đó. Những câu hỏi của các bạn đã đặt ra cho mình bấy lâu nay á, đáng cần trả lời thì hôm nay mình đã trả lời rồi đó. Đó thì mong các bạn hiểu cho mình. Và từ nay là đừng có bình luận hỏi về mấy cái vấn đề đó nữa nha. Còn mình nói thì nói như vậy chứ mình làm YouTube thì có người thương người ghét. Ai thương mình, ai yêu mến mình, ủng hộ cho mình thì mình rất là mừng, mình rất là cảm ơn. Đó, mình rất là biết ơn tới tất cả mọi người, rất là vui nữa. Còn ai mà ghét mình thì mình cũng chấp nhận thôi. Tại không có ai trong xã hội này, chúng ta không có ai mà làm vừa lòng cho được 10 con người hết á các bạn. Nên làm YouTube cũng vậy, hay là bất cứ nghề gì hết trơn á, không ai mà hoàn toàn thương mình, cũng không ai mà hoàn toàn ghét mình đâu. Nhưng mà mình thấy đa số là người thương nhiều hơn người ghét. Ok. Đó thì các bạn ghét mình thì mình cũng chấp nhận thôi, không biết làm sao. Tại vì khi mà ghét là họ đã ghét mình rồi thì mình không có làm cách nào để họ thương được, rất khó. Ok, thì hôm nay mình làm video này chỉ nói như đó thôi. Sắp tới mình sẽ cố gắng mình làm ra nhiều video chất lượng hơn cho các bạn xem. Ok, tại hiện tại là trời thời tiết rất là khó làm video nha, các bạn thông cảm nha. Tại vì các bạn ở làm một cái vị trí người xem thôi. Mình chắc các bạn không có hiểu. Mình chắc chắn là các bạn không có hiểu được cái cảm giác của người mà làm video ra rồi đăng lên nó vất vả như thế nào. Một cái video làm nó thật không phải đơn giản đâu. Video này là đơn giản nhất đây, video mình ngồi trong nhà mình làm mình nói như thế này là đơn giản nhất. Có rất là nhiều video nó làm nó rất là bất tiện, rất là phức tạp mọi người. Có thể mình nói cho mọi người hiểu, mình cũng thông cảm cho mọi người ở vị trí người xem, người ta rất là khó hiểu. Ok, thì như đó thì mọi người, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quý báu ra để xem cái video của Hành Thao TV nha. Qua một ngày mới thì mình chúc tất cả mọi người vui vẻ cuộc sống luôn. Bây giờ mình xin dừng clip đây và hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bây giờ mình xin bye bye mọi người nha. Bye bye.